cùng mỗi cố gắng đều là vô nghĩa. Tình cảm ngần ấy năm có lẽ đến vậy thôi. Anh đã buông bỏ rồi, dù em yêu anh nhiều đến nỗi đánh mất cả bản thân, đánh mất cả tuổi xuân. Người ta thường nói có lẽ do người đến sau là người được yêu và được trân trọng nhiều hơn. Em không thể sánh với người mà giờ đây anh xem là tất cả. Trong tình yêu này em như đã thua cuộc khi anh chọn cô ta. Anh thờ bố em rồi trong một buổi chiều mưa rơi, những nỗi buồn mong cơn mưa hãy cuốn trôi. Chẳng sợ ướt vai vì khi ngoảnh lại lòng em từ lâu đã ướt đẫm rồi. Anh thờ bố em rồi, nỗi buồn tây là buồn thôi. Hóa ra người không được yêu nội chính là người thứ ba của người thứ ba. Em không thể làm gì khác nữa rồi. Tình cảm ngần ấy năm có
lẽ đến vậy thôi. Anh đã buông bỏ rồi, dù em yêu anh nhiều đến nỗi đánh mất cả bản thân, đánh mất cả tuổi xuân. Người ta thường nói có lẽ do người đến sau là người được yêu và được trân trọng nhiều hơn. Em không thể sánh với người mà giờ đây anh xem là tất cả. Trong tình yêu này em như đã thua cuộc khi anh chọn cô ta. Anh từ bỏ em rồi trong một buổi chiều mưa rơi. Những nỗi buồn mong cơn mưa hãy cuốn trôi, chẳng sợ ướt vai vì khi ngoảnh lại lòng em từ lâu đã ướt đẫm rồi. Anh từ bỏ em rồi, nỗi buồn tay là buồn thôi. Hóa ra người không được yêu nỗi chính là người thứ ba của người thứ ba. Em không thể làm gì khác nữa rồi. Lê đến vậy thôi.
rồi. Dù em yêu anh nhiều đến nỗi đánh mất cả bản thân, đánh mất cả tuổi xuân. Người ta thường nói có lẽ do người đến sau là người được yêu và được trân trọng nhiều hơn. Em không thể sánh với người mà giờ đây anh xem là tất cả. Trong tình yêu này em như đã thua cuộc khi anh chọn cô ta. Anh từ bỏ em rồi trong một buổi chiều mưa rơi. Những nỗi buồn mong cơn mưa hãy cuốn trôi, chẳng sợ ướt vai vì khi ngoảnh lại lòng em từ lâu đã ướt đẫm rồi. Anh từ bỏ em rồi, nỗi buồn tay là buồn thôi. Hóa ra người không được yêu nỗi chính là người thứ ba của người thứ ba. Em không thể làm gì khác nữa rồi. Anh đã buông bỏ rồi, dù em yêu anh nhiều.
mất cả bản thân, đánh mất cả tuổi xuân. Người ta thường nói có lẽ do người đến sau là người được yêu và được trân trọng nhiều hơn. Em không thể sánh với người mà giờ đây anh xem là tất cả. Trong tình yêu này em như đã thua cuộc khi anh chọn cô ta. Anh ta bỏ em rồi trong một buổi chiều mưa rơi. Những nỗi buồn mong cơn mưa hãy cuốn trôi. Chẳng sợ ướt vai vì khi ngoảnh lại lòng em từ lâu đã ướt đẫm rồi. Anh ta bỏ em rồi, nỗi buồn tay là buồn thôi. Hóa ra người không được yêu nỗi chính là người thứ ba của người thứ ba. Em không thể làm gì khác nữa rồi. Đánh mất cả bản thân,
đánh mất cả tuổi xuân. Người ta thường nói có lẽ do người đến sau là người được yêu và được trân trọng nhiều hơn. Em không thể sánh với người mà giờ đây anh xem là tất cả. Trong tình yêu này em như đã thua cuộc khi anh chọn cô ta. Anh ta bỏ em rồi trong một buổi chiều mưa rơi. Những nỗi buồn mong cơn mưa hãy cuốn trôi. Chẳng sợ ướt vai vì khi ngoảnh lại lòng em từ lâu đã ướt đẫm rồi. Anh ta bỏ em rồi, nỗi buồn tay là buồn thôi. Hóa ra người không được yêu nội chính là người thứ ba của người thứ ba. Em không thể làm gì khác nữa rồi. Đánh mất cả tuổi xuân.
là người được yêu và được trân trọng nhiều hơn. Em không thể sánh với người mà giờ đây anh xem là tất cả. Trong tình yêu này em như đã thua cuộc khi anh chọn cô ta. Anh thờ bố em rồi trong một buổi chiều mưa rơi. Những nỗi buồn mong cơn mưa hãy cuốn trôi. Chẳng sợ ướt vai vì khi ngoảnh lại lòng em từ lâu đã ướt đẫm rồi. Anh thờ bố em rồi, nỗi buồn tây là buồn thôi. Hóa ra người không được yêu nội chính là người thứ ba của người thứ ba. Em không thể làm gì khác nữa rồi. Là người được yêu và được trân trọng nhiều hơn.
em không thể sánh với người mà giờ đây anh xem là tất cả. Trong tình yêu này em như đã thua cuộc khi anh chọn cô ta. Anh thờ bố em rồi trong một buổi chiều mưa rơi, những nỗi buồn mong cơn mưa hãy cuốn trôi. Chẳng sợ ướt vai vì khi ngoảnh lại lòng em từ lâu đã ướt đẫm rồi. Anh thờ bố em rồi, nỗi buồn tay là buồn thôi. Hóa ra người không được yêu nội chính là người thứ ba của người thứ ba. Em không thể làm gì khác nữa rồi. Em không thể sánh với người mà giờ đây anh
anh xem là tất cả. Trong tình yêu này em như đã thua cuộc khi anh chọn cô ta. Anh ta bỏ em rồi trong một buổi chiều mưa rơi. Những nỗi buồn mong cơn mưa hãy cuốn trôi. Chẳng sợ ướt vai vì khi ngoảnh lại lòng em từ lâu đã ướt đẫm rồi. Anh ta bỏ em rồi, nỗi buồn tây là buồn thôi. Hóa ra người không được yêu nội chính là người thứ ba của người thứ ba. Em không thể làm gì khác nữa rồi. Trong tình yêu này em
khi anh chọn cô ta. Anh ta bỏ em rồi trong một buổi chiều mưa rơi, những nỗi buồn mong cơn mưa hãy cuốn trôi, chẳng sợ ướt vai vì khi ngoảnh lại lòng em từ lâu đã ướt đẫm rồi. Anh ta bỏ em rồi, nỗi buồn tây là buồn thôi, hóa ra người không được yêu nỗi chính là người thứ ba của người thứ ba. Em không thể làm gì khác nữa rồi anh ơi.
thờ bố em rồi trong một buổi chiều mưa rơi. Những nỗi buồn mong cơn mưa hãy cuốn trôi, chẳng sợ ướt vai vì khi ngoảnh lại lòng em từ lâu đã ướt đẫm rồi. Anh thờ bố em rồi, nỗi buồn tây là buồn thôi. Hóa ra người không được yêu nội chính là người thứ ba của người thứ ba. Em không thể làm gì khác nữa rồi. Anh thờ bố em
dối trong một buổi chiều mưa rơi. Những nỗi buồn mong cơn mưa hãy cuốn trôi, chẳng sợ ướt vai vì khi ngoảnh lại lòng em từ lâu đã ướt đẫm rồi. Anh ta bỏ em rồi, nỗi buồn tây là buồn thôi. Hóa ra người không được yêu nội chính là người thứ ba của người thứ ba. Em không thể làm gì khác nữa rồi anh ơi. Trong một buổi chiều mưa rơi, những nỗi buồn mong cần
hạnh cuốn trôi, chẳng sợ ướt vai vì khinh ngoảnh lại. Lòng em từ lâu đã ướt đẫm rồi, anh ta bỏ em rồi, nỗi buồn tay là buồn thôi. Hóa ra người không được yêu nội chính là người thứ ba của người thứ ba. Em không thể làm gì khác nữa rồi. Những nỗi buồn mong cơn mưa hãy cuốn
trôi, chẳng sợ ướt vai vì khinh ngoảnh lại. Lòng em từ lâu đã ướt đẫm rồi, anh ta bỏ em rồi, nỗi buồn tay là buồn thôi. Hóa ra người không được yêu nội chính là người thứ ba của người thứ ba. Em không thể làm gì khác nữa rồi. Chẳng sợ ướt vai vì khinh ngoảnh lại.
lòng em từ lâu đã ướt đẫm rồi. Anh ta bỏ em rồi, nỗi buồn tay là buồn thôi. Hóa ra người không được yêu nổi chính là người thứ ba của người thứ ba. Em không thể làm gì khác nữa rồi. Anh ta bỏ em rồi, nỗi buồn tay
giờ đây anh đã thay đổi. Anh thả bỏ em rồi trong một buổi chiều mưa rơi. Những nỗi buồn mong cơn mưa hãy cuốn trôi. Chẳng sợ ướt vai vì khi ngoảnh lại lòng em từ lâu đã ướt đẫm rồi. Anh thả bỏ em rồi, nỗi buồn tay là buồn thôi. Hóa ra người không thể yêu nói chính là người thứ ba của người thứ ba. Em không thể làm gì khác nữa rồi. Anh ơi, không tư cách để hỏi anh đang ở đâu đấy. Người nào hay thấy anh cùng người ấy làm tim em đau biết mấy. Anh ta bỏ em rồi trong một buổi chiều mưa rơi. Những nỗi buồn mong cơn mưa hãy cuốn trôi. Chẳng sợ ướt vai vì khi ngoảnh lại lòng em từ lâu đã ướt đẫm rồi. Anh ta bỏ em rồi, nỗi buồn tay là buồn thôi. Hóa ra người không được yêu nói chính là người thứ ba của người thứ ba. Em không thể làm gì khác nữa rồi. Trong một buổi chiều mưa rơi.
trôi, chẳng sợ ớt phai. Vì khi ngoảnh lại, lòng em từ lâu đã ướt đẫm rồi. Anh ta bỏ em rồi, nỗi buồn thay là buồn thôi. Hóa ra người không thể yêu nổi chính là người thứ ba của người thứ ba. Em không thể làm gì khác nữa rồi. Anh ơi, không tư cách để hỏi anh đang ở đâu đấy. Người nào hay thấy anh cùng người ấy, làm tim em đau biết mấy. Anh ta bỏ em rồi trong một buổi chiều mưa rơi. Những nỗi buồn mong cơn mưa hãy cuốn trôi, chẳng sợ ướt vai. Vì khi ngoảnh lại, lòng em từ lâu đã ướt đẫm rồi. Anh ta bỏ em rồi, nỗi buồn tay là buồn thôi. Hóa ra người không được yêu nói chính là người thứ ba của người thứ ba. Em không thể làm gì khác nữa rồi anh ơi. Chẳng sợ ớt phải.
phai vì khi ngoảnh lại lòng em từ lâu đã ướt đẫm rồi. Anh ta bỏ em rồi, nỗi buồn tay là buồn thôi. Hóa ra người không thể yêu nổi chính là người thứ ba của người thứ ba. Em không thể làm gì khác nữa rồi. Anh ơi, không tư cách để hỏi anh đang ở đâu đấy. Người nào hay thấy anh cùng người ấy làm tim em đau biết mấy. Anh ta bỏ em rồi trong một buổi chiều mưa rơi. Những nỗi buồn mong cơn mưa hãy cuốn trôi, chẳng sợ ướt vai vì khi ngoảnh lại lòng em từ lâu đã ướt đẫm rồi. Anh ta bỏ em rồi, nói buồn tay là buồn thôi. Hóa ra người không được yêu nói chính là người thứ ba của người thứ ba. Em không thể làm gì khác nữa rồi anh ơi. Nỗi buồn tay là buồn thôi. Hóa ra người